Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, tiếng siêu trầm đấy các bạn ạ. Vâng, tiếng siêu trầm rất uy lực và mạnh mẽ của cái Super B3 2021 về với anh Châu ở tỉnh Thừa Thiên Huế ạ. Vâng, anh Châu, anh cọc cho bên em là khá là nhiều. Vâng, số tiền anh tặng của anh là còn 2.2 triệu anh nhá. Vâng, lần đầu tiên cảm ơn anh Châu. Và bên em đang test cho anh cái Super B3 2021 đấy ạ. Vâng, bên em đi rất là nhiều cái dòng Super này vì là chất lượng thì cực kỳ là hay và giá tiền thì cực kỳ là hợp lý. Và đặc biệt là sở hữu công suất khủng, sở hữu từ kép và sở hữu nguồn xuyến, và đặc biệt là sở hữu 4 sò. Và đặc biệt nữa, tăng cấp nhất thì nó là chơi Super và Super điện được tích hợp 2 trong 1. Và trên thị trường hiện nay chưa có cái dòng nào được tích hợp ạ. Vâng, vì trên đây được làm bằng kính cường lực rất là đẹp. Và anh Châu nhá, thì bên em đang test cho anh chiếc gửi rất là cẩn thận Super 3 2021 ạ. Và bên em tặng kèm dây jack kết nối anh nhá. Vâng, cái xúc của anh đây ạ. Vâng, bát của anh rất là mạnh đấy ạ. Xung quanh được làm sơn sần, trồng sức và trồng nước, sờ rất là thật tay các bác ạ. Vâng, nó không ráp như các dòng rẻ tiền đâu ạ. Các dòng rẻ tiền sờ rất là nhám, trông như tờ giấy ráp ạ. Nhưng cái này nhìn nó rất là nhám nhưng cực kỳ là mịn. Màu đen thì rất dễ phối ghép. Đấy, giúp 13 2021. Đây là sản phẩm mới anh Châu nhé, bên em bảo hành cho anh 1 năm, lớp 1 là 1 trong tháng đầu ạ. Phía trước được bảo vệ bởi e căng lụa đấy ạ. Vâng, thì em đậy lại thì phía sau nó có bát 30 và trước đây. Em đậy lại cho anh. Đó, thì về cơ bản nó sẽ là như này khi anh sử dụng. Nhìn rất là đẹp các bạn. Nhìn cái dáng rất nó đẹp lắm các bạn ạ. Và đặc biệt cái dòng này rất dễ phối ghép vì nó là giờ sub điện. Có thể kết nối được với âm ly, kết nối được với nâng tiếng, vang hoặc là đây. Nói chung kết nối rất là dễ dàng. Vâng, dẻ tắt súp của anh Châu đi ạ. Tắt đi ạ. Vâng, nhà không súp đi ạ. Không đánh nữa. Vâng, nghe rất là mỏng, để bật lên này. Đấy ạ, làm cho to lên tí ạ. Nói chung cái trầm này mà đang phân khúc gia đình thì cái trầm Super B3 2021 thực sự vượt mặt qua tất cả các cái mẫu súp trên thị trường hiện nay. Vâng, em thì cũng đang lấy tín hiệu từ cái máy lưng tiếng TDL Cotic mã là CB600. Đang là ông vua của máy lưng tiếng trên thị trường. Và cái vang WeWork K10BL, cái vang Clear số và một cái đẻ 4 kênh ạ. Và một đơn là bãi B3, bát 25, dòng 3 là 3 lần tiếng. Châu cho hiện tại cái Super B3 2021 của anh đang hoạt động rất là ổn định ạ. Vâng, sau đây xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh. Và sau cùng em thay mặt công ty chúc anh Châu và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công ạ. Vâng, xin chào anh Châu và hẹn gặp lại.